Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chiếc lu đựng nước bỗng bốc mùi hôi thối nồng nặc khiến nhiều nhà xung quanh không khỏi khó chịu. Điều đáng nói khi khám nghiệm hiện trường, công an rất khó khăn trong việc đập vỡ chiếc lu chứa thi thể nạn nhân. Một buổi sáng ngày 16 tháng 3 năm 2017, Công an huyện Sơn Tịnh đã tiếp nhận đơn trình báo của bà Nguyễn Thị Dinh, sinh năm 1961, ở xóm Hồng Phong 2, xã Mỹ Tân, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định, về việc con gái bà là Trần Thị Huyền Trang mất tích sau khi về quê chồng tại thôn Cù Và, xã Tịnh Giang, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi ăn Tết. Gia đình liên lạc nhiều qua điện thoại nhưng không được. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin do Công an huyện Sơn Tịnh báo cáo, tôi đã trực tiếp giao cho Phòng Cảnh sát Truy nã Tội phạm của Công an tỉnh phối hợp tiến hành xác minh, làm rõ vì qua nghiên cứu thấy có nhiều điểm bất thường. Đặc biệt, chi tiết giấy chứng minh nhân dân và đồ dùng cá nhân của nạn nhân vẫn còn ở nhà Trần Thái Phúc. Đại tá Võ Văn Dương lúc bấy giờ là Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết thêm như vậy. Sau đó, Công an huyện Sơn Tịnh đã cử các điều tra viên có nhiều kinh nghiệm tiến hành điều tra xác minh. Được sự hỗ trợ tích cực của Công an thành phố Hồ Chí Minh, Công an huyện Sơn Tịnh đã xác định được nơi tạm trú của Trần Thái Phúc tại số 2/10 đường Phạm Quý Thích, phường Tân Quý, quận Tân Phú và đề nghị Trần Thái Phúc về Quảng Ngãi để trình báo với cơ quan công an việc vợ là Trần Thị Huyền Trang mất tích. Chính sự tác động này cùng với việc day dứt về hành vi phạm tội của mình gây ra, mà biết rằng trước sau rồi cũng bị phát hiện, nên Phúc đã trở về địa phương và tự khai báo hành vì giết vợ rồi phi tang trong một bì đựng nước phía sau nhà. Trước năm 2005, để có công ăn việc làm, chị Trần Thị Huyền Trang đã từ Nam Định vào thành phố Hồ Chí Minh. Trong thời gian thuê nhà ở trọ, chị Trang đã quen với Trần Thái Phúc cũng từ Quảng Ngãi vào để mưu sinh. Năm 2005, hai người kết hôn. Năm 2007, sinh đứa con gái đầu lòng. Sau đó, Phúc đưa vợ con về quê sinh sống. Đến năm 2013, vợ chồng Phúc đưa con cùng mẹ ruột vào lại thành phố Hồ Chí Minh, tạm trú tại quận Tân Phú, sinh sống bằng nghề buôn bán vải. Ngày 13 tháng 1 năm 2017, vợ chồng Phúc cùng hai con, năm 2015, sinh thêm một cháu trai, cùng mẹ về Quảng Ngãi ăn Tết. Ngày 24 tháng 1 năm 2017, tức ngày 27 tháng 12 âm lịch năm Bính Thân, sau khi ăn trưa ở nhà hàng xóm cùng thôn, cả hai vợ chồng trở về nhà. Lúc này khoảng hơn 14 giờ, chị Trang pha sữa cho đứa con trai nhỏ uống và nhờ mẹ chồng tiếp tục cho uống để ru ngủ cho cháu, còn mình đi giặt đồ. Tuy nhiên, đang ở phía dưới, nghe thấy tiếng khóc của con do bị sặc sữa, nôn sữa ra ngoài. Chị Trang to tiếng với mẹ chồng, Phúc liền cự lại, rồi xảy ra cãi vã giữa vợ chồng. Thấy vậy, mẹ của Phúc bỏ đi. Đang trong người có hơi men, Phúc liền ra sau nhà, thấy sẵn có một cây nhíp xe ô tô đang dựng ở trong bếp, liền mang lên với ý định dọa đánh. Khi thấy chị Trang vẫn còn lời qua tiếng lại, Phúc liền cầm thanh nhíp đánh thẳng vào đầu chị Trang, làm chị Trang ngã ngửa ra phía sau. Lúc này, thấy chị Trang vẫn còn la lối, Phúc lao đến đè chị Trang rồi dùng hai tay bóp cổ. Khoảng được 2 phút, không thấy chị Trang động đậy thì Phúc bỏ tay ra. Biết chị Trang đã chết, Phúc liền lôi xác vợ xuống nhà bếp ở phía sau để ở tư thế nằm, sau đó lấy bao đựng lúa chùm lên thi thể chị Trang, còn cây nhíp để lại ở chỗ cũ. Sợ bị phát hiện, Phúc liền lấy vải lau những vết máu đọng trên nền nhà, tiếp đó lấy toàn bộ nữ trang trên người chị Trang ra bỏ vào ni lông, cất giấu ở dưới đất trong phòng ngủ để hai viên gạch đè lên. Còn chiếc điện thoại di động của chị Trang, Phúc tháo lấy sim để trên tủ, còn vỏ máy điện thoại thì cho vào một lỗ hóc ở phía chân tường nhà bếp. Đến khoảng 17 giờ, khi mẹ về hỏi chị Trang đâu thì Phúc trả lời sau khi cãi nhau, chị Trang đã bỏ đi rồi. Đến tối quan sát không thấy có ai, Phúc đem thi thể chị Trang ra và để vào trong bi nước bỏ lâu không dùng ở phía sau nhà, rồi dùng mền, áo ấm tủ lại. Sau đó, xúc cát phía trước nhà đổ vào lấp đầy. Đến sáng ngày hôm sau, 25 tháng 1 năm 2017, lợi dụng lúc nhà không có ai ở nhà, Phúc đi trộn hồ và đổ vào chiếc bi nước nhằm ngăn mùi hôi và không để ai phát hiện. Những ngày Tết sau đó, Phúc vẫn sinh hoạt bình thường như không có gì xảy ra. Đến ngày 9 tháng 2 năm 2017, Phúc đưa hai con cùng mẹ vào lại thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi nghe Trần Thái Phúc khai báo toàn bộ hành vi giết vợ mình, Đại tá Nguyễn Mạnh Cường, trưởng công an huyện Sơn Tịnh lập tức cử ngay một tổ công tác đến nhà Trần Thái Phúc ở thôn Cù Và, xã Tịnh Giang để bảo vệ hiện trường và báo cáo sự việc cho cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh. Tiếp nhận thông tin, ngay trong đêm 8 tháng 4 năm 2017, dưới sự chỉ huy trực tiếp của Đại tá Võ Văn Dương, Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Quảng Ngãi, Phòng Cảnh sát Hình sự đã phối hợp với Phòng Kỹ thuật Hình sự, Công an huyện Sơn Tịnh tổ chức công tác khám nghiệm hiện trường, khai quật nơi giấu xác chị Trang, cùng với việc đưa Trần Thái Phúc về nhà
để thực nghiệm theo lời khai. Có sự chứng kiến đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện, chính quyền địa phương. Các đồ vật như sim điện thoại, vỏ điện thoại, quần áo cũng như tư trang của chị Trang, đặc biệt là cây nhíp dùng để gây án đều được phát hiện, thu giữ theo đúng lời khai của Trần Thái Phúc. Đặc biệt, thi thể chị Trang được phát hiện sau khi đập bể bì đựng nước phía sau nhà cùng chiếc mền quấn và áo ấm mặc trên người. Đến hơn 4 giờ sáng ngày 9 tháng 4 năm 2017, công tác khám nghiệm hiện trường, khai quật tử thi và khám nghiệm tử thi hoàn tất. Như vậy, về cơ bản, vụ án đã rõ. Công an huyện Sơn Tịnh sẽ chuyển hồ sơ và đối tượng Trần Thái Phúc cho cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh tiến hành điều tra theo thẩm quyền để ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, chỉ huy trực tiếp tại hiện trường. Đại tá Võ Văn Dương khẳng định như vậy. Liên quan đến vụ án, chiều ngày 8 tháng 9 năm 2017, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi tổ chức xét xử lưu động và tuyên phạt bị cáo Trần Thái Phúc, 43 tuổi, quê xã Tịnh Giang, huyện Sơn Tịnh, 17 năm tù về tội giết người. Một ngày vợ chồng cũng là ân nghĩa, vậy mà có những kẻ lại đang tâm sát hại man dợ người đầu gối tay ấp một thời của mình để rồi nhận một cái kết bi thảm khi người chết, kẻ vào tù và hơn cả là những đứa con bơ vơ không người che chở. Một ngày cuối tháng 12 năm 2009, hai thanh niên quần áo xộc xệch, vẻ tiêu tụy đến công an trình báo phát hiện xương người dưới hầm chứa nước thải trong căn nhà vợ chồng chị ruột Trần Thị Hiếu ở xã Vĩnh Lương, thành phố Nha Trang. Họ nghi đó là người chị 35 tuổi của mình đã mất tích từ nhiều tháng. Anh rể nói vợ lấy hết tiền vàng để dành bấy lâu đi theo người tình ra nước ngoài. Nhưng mọi người liên lạc với chị không được, họ trình bày và cho biết. Từ đó, anh rể Trần Văn Ban, 40 tuổi, quê Nam Định, đã khóa trái cửa, đưa các con đi đâu không rõ, không ai liên lạc được. Trong căn nhà khang trang rộng hàng trăm mét vuông, đồ đạc bám bụi, ẩm thấp, mùi thối xông lên từ khuôn viên phía sau, khiến những điều tra viên có mặt đều buồn nôn. Dưới lớp bê tông, hầm biogas rộng chừng 2,5m, sâu 3m, cảnh sát phát hiện các phần xương, răng, nhúm tóc dài nghi của phụ nữ cùng chiếc điện thoại di động không có sim. Làm việc với cảnh sát, mẹ chị Hiếu cho biết, 2 tháng trước khi mất tích, người con gái về nhà tâm sự với bà rằng bị chồng đánh vì phản ứng chuyện anh này ngoại tình. Khi mất liên lạc với chị, người chồng cùng mọi người trong gia đình tỏa đi khắp nơi tìm nhưng không thấy. Cũng theo người mẹ, trong khi thông tin mù mờ, gia đình được thông báo có nhóm người mang vật liệu tới sửa chữa bên trong nhà con gái. Nghĩ có chuyện khuất tất, hai người em trai chị Hiếu lén vào tìm hiểu, phát hiện vết chám lỗ thông hơi hầm nước thải bị bịt kín nhưng mùi tử khí vẫn nồng nặc. Nghi chị bị sát hại, họ đeo khẩu trang, dọi đèn trong đêm, dùng xà beng phá hầm hút nước thì phát hiện sự việc. Kết quả giám định, mẩu xương xác định cho thấy xác chết chính là chị Hiếu. Mọi hướng điều tra như mâu thuẫn trong buôn bán, hiềm khích cá nhân đều được khai thác. Nhưng ban chuyên án vẫn tập trung vào người chồng, bởi từ lúc vợ mất tích, anh ta cũng đưa các con rời địa phương. Thiếu tá Nguyễn Quốc Bình, điều tra viên Công an Khánh Hòa nhớ lại. Ban và chị Hiếu kết hôn từ năm 1992. Hai vợ chồng làm nghề giết mổ và bán thịt lợn, có với nhau 3 con. Trước khi xảy ra vụ việc, hàng xóm nghe hai vợ chồng hay lớn tiếng cãi vã và thấy mặt chị vợ liên tục bầm tím vì bị đánh. Sau đó, Ban bất ngờ đến công an địa phương trình báo vợ mất tích do bão lũ, rồi anh ta cuốn gói đi tìm. Tỏa đi nhiều nơi dò tung tích, trinh sát nhận tin, Ban vừa nhờ người phụ nữ là bạn hàng lâu năm chuyển vào tài khoản cho con trai 17 tuổi gần 15 triệu đồng, trong đó 10 triệu đồng người này đã mượn. Làm việc với cảnh sát, chị này cho biết, Ban gọi với giọng khẩn khoản bảo đang gặp khó khăn vì đi tìm vợ, năn nỉ giúp đỡ. Tiếp tục dò xét nhóm thợ hồ, trong đó nam thanh niên, cháu của Ban, cho biết Ban đã gọi điện cho anh nhờ mua xi măng để xây kín lỗ thông hơi ở hầm rút. Ngoài ra, anh ta còn được nhờ tới chăm sóc đứa em 17 tuổi, con trai của Ban, bị suy hô hấp, phải điều trị ở Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa. Tìm tới nhà cha mẹ của Ban ở Nam Định, trinh sát phát hiện đứa con 10 tháng tuổi của anh ta được gửi cho nhà nội chăm sóc. Người nhà cho biết, nó về nhà nhưng ngồi rầu rĩ ở trong phòng, ít tiếp xúc hay nói chuyện với ai. Nó nói lên Lạng Sơn có việc, nhưng hơn tuần chưa thấy về, liên lạc cũng không được. Nhận định Ban có thể đang tìm cách vượt biên qua Trung Quốc bằng cửa khẩu Tân Thanh, Lạng Sơn, cán bộ điều tra tức tốc nhờ cán bộ ở đây chốt chặn. Mặt khác, từ số điện thoại người nhà cung cấp, trinh sát gọi vận động nhưng Ban không nghe máy, chỉ trả lời tin nhắn. Hàng chục tin nhắn trao đổi thuyết phục nhưng gã vẫn cứng đầu, bảo đang trên đường tìm vợ. Ngày 2 tháng 1 năm 2010, biết tin cảnh sát đã tìm thấy xương người dưới hầm rút nhà mình, Ban thú nhận với anh trai đã sát hại vợ. Lúc anh trai hắn gọi, nghe tiếng đứa con út khóc thét vì đói sữa cùng những ngày trốn gần cửa khẩu vẫn không vượt biên được, Ban bắt đầu nản chí và cho biết sẽ đối diện sự thật
không thể trốn mãi được, thiếu tá Bình cho biết. Ban sau đó ra đầu thú, khai nhận đã ra tay giết vợ rồi che giấu tội lỗi suốt 60 ngày bằng cách tung tin mẹ ba đứa con của mình theo người tình. Vụ án sau đó được đưa ra xét xử nhiều lần, cuối cùng Ban bị tòa tuyên tử hình vì tội giết người. Đến đây thời lượng của chương trình đã kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.